Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 11 tháng 3, một số nguồn tin cho biết là cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác nhận bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để chờ kết quả xác minh điều tra liên quan tới đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà Hằng. Thời hạn tạm hoãn là từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4 để phục vụ cho việc xác minh điều tra. Tuy nhiên trao đổi với báo chí cuối giờ chiều nay 11 tháng 3, Thượng tá Lưu Minh Hoàng Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đó là thông tin chưa chính xác. Thượng tá Hoàng cho biết cho đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chưa ban hành văn bản nào tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Do vậy những thông tin đăng tải trên một số báo và mạng xã hội vào sáng nay 11 tháng 3 là không chính xác. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Dương thụ lý đơn của 6 người, gồm có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ông Nguyễn Công Vinh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan, tố cáo bà Phương Hằng các hành vi vu khống làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Các hành vi bà Phương Hằng bị tố cáo gồm có đưa tin sai sự thật, vu khống làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Vào ngày 8 tháng 3, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển có kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị sớm có kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Vì kể từ khi ông Hiển gửi đơn đến nay đã hơn 4 tháng và đã hết thời hạn theo bộ luật tố tụng hình sự. Liên quan tới kiến nghị này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp. Cơ quan liên ngành của tỉnh Bình Dương cũng đã tiến hành giám định các phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng và để từ đó có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay vụ việc vẫn đang được công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ.